đóa hoa đang đến gần từ phía xa đêm trước nhà. Thì ra đó là chính anh, người bấy lâu hay nói chuyện với nhau vui lẫn sầu. Đợi lùi 3 phút khi đã đến gần, rồi anh đưa tay lấy thêm một chiếc nhẫn. Và trong em bỗng thấy tâm trạng rối bời, môi khẽ mỉm cười, em khẽ trả lời. Nên phải trả lời, em vẫn yêu đời, vẫn hát ca với đời.